Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với kênh Cooking with Amy. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm món gỏi bao tử heo và cách pha nước mắm gừng sao cho ngon và đậm đà. Trước tiên sẽ rửa sạch bao tử heo với muối và giấm. Sau khi chà với muối và giấm thì mình sẽ rửa sạch lại với nước. Mình sẽ luộc khoảng từ 5 đến 10 phút, sau đó sẽ đem rửa lại với nước một lần nữa rồi mới đem đi nấu. Cho một vài lát gừng, một vài trái ớt và hai muỗng canh giấm. Đổ nước ấm ngập bao tử heo và luộc trong 50 phút. Bao tử heo sau khi đã luộc xong thì ngâm trong nước đá lạnh. Bây giờ mình sẽ đi làm nước mắm gừng. Thường thì mình thích giã gừng trước, rồi sẽ băm nhỏ gừng ra để làm nước mắm. Nước mắm sẽ gồm có 1 muỗng canh đường, 4 muỗng canh nước mắm, 4 muỗng canh nước cốt chanh hoặc giấm, 2 muỗng canh nước lọc. Trộn đều cho tan đường và cuối cùng thì cho tỏi ớt băm và gừng băm vào. Với công thức pha nước mắm gừng như thế này thì nước mắm gừng chua chua ngọt ngọt rất vừa ăn cho món gỏi. Bây giờ mình sẽ cắt bao tử heo và chuẩn bị các nguyên liệu còn lại. Món gỏi này gồm có bao tử heo cắt lát mỏng, hành tây cắt lát mỏng đã được ngâm qua nước đá, một ít lá bạc hà, cà rốt bào, đậu phộng rang và mè rang. Đây là tất cả nguyên liệu cho món gỏi nè. Bây giờ thì mình sẽ trộn tất cả nguyên liệu trên với nhau. Với một cái bao tử heo như thế này thì mình sẽ làm được 2 dĩa gỏi. Thích ăn nhiều hay ít cà rốt hành tây thì sẽ cho theo sở thích nha. Cuối cùng thì rưới nước mắm gừng và trộn đều. Anh chị các bạn nêm nếm theo khẩu vị của gia đình nha. Đối với các món gỏi thì mình sẽ ăn kèm với bánh phồng tôm hoặc là bánh tráng nướng. Chỉ với vài nguyên liệu đơn giản dễ tìm cùng với công thức pha nước mắm gừng ngon, ta đã có một món ăn kèm với cơm hoặc là làm mồi nhậu thì đều ngon cả. Em chúc anh chị và các bạn sẽ có một bữa ăn ngon với món gỏi này. Cảm ơn anh chị và các bạn đã luôn ủng hộ kênh Cooking with Amy. Xin chào và hẹn gặp lại.